Ok. Từ từ. Phải đảo đi đã. Phải đảo đi như là kiểu như là chơi. Bây giờ nước gì đây? Con nói lại nước gì đây? Cám. Nước cam. À giỏi. Đảo đi rồi mà biết. Đây cái gì? Nước táo. Đấy giỏi thật. Thế cái quả này. Quả loại hỏi lại quả này. Đấy. Quýt. Quýt. Ơ giỏi đấy. Cái hà hà chỉ cho cái đĩa đấy. Something boom. Bười bười nha. Ông con rể này dạy lại tiếng Việt cho con rể này. Bười. Không. That was something. Bánh giá. Bánh cam. Bánh cam. Yeah. Cái đấy là bánh cam. Bánh cam. Cái ngoài Bắc mình ấy thì gọi cái này là bánh rán. It's like bánh rán. It's like bánh mì. It's like bánh cam. Cái kia là bánh cam. Bánh donut. Donut. Okay. Yeah. It's like donuts, pastry, cake, and it's some sort of. Hà Hà bảo nó là cái tròn nên là bánh. Noodles. Nó bún là bún. Bún là rice noodle. Yeah. You need to do separate. Còn mì is a brown noodle. Now general. Yeah. Bánh is like similar to kind of milk, so you can add any kind of fruit to it. Yeah. Make it like that kind of juice. Ông con rể này thì tiếng Việt thì nói còn ngưng ngớ. Ông này thì nói tiếng Việt À bây giờ đố thằng này nói lại. Vừa tròn dậy con nói là I love you nói tiếng Việt vừa rồi nè. How do you say I love vừa you? Vừa rồi, đã quên rồi. Vừa xong. Anh yêu em. Lại. Anh yêu em. Ôi trời, ông vẫn... Anh đã. Ôi, đồ tiêu mẹ. Đi ra bảo anh yêu em. Linda. Ra đây mẹ bảo này. Anh yêu em. Cười đau rồi ruột với hai con dê như này hôm nay. Đấy. Anh yêu em. Anh yêu em. Đấy giỏi. Con rể mình hôm nay giỏi. You have an alo word chứ? No. I learned Portuguese. I have only that word. Maybe not even half. Bó tay. Tôi không học được câu nào nữa. Hai loại này cho nó biết phân biệt là cái loại nào. Đây. Cái đúng nó nói. Đây cái này là nước gì? Nước này. Nước gì? Nước cháo. Wow, good boy. Cái này là nước gì? Nước cam. Nước cam. Nước cam đấy. Không ngờ giỏi thế đấy. You good man, good boy. Đấy, nhanh. Thế quả này quả gì? Cam. Quả này là quả quýt không biết đâu. Quýt. Yeah, the cam and quýt is feminine, but quýt. They cause different. Quýt. Quýt. Yeah. Okay. Cái này là quýt. Quýt. Yeah, very good. Don't test it next time. It'll all be gone. No, it's a very good, right? Đấy, cái này là quýt đúng không? Cái này gọi là quýt. Cái này mình cũng gọi là quýt. Đấy, các quýt. Bạn quýt. Cái này mới là quả cam. Nói lại nào, nói lại. Cái gì, nước gì? If you want to make juice out of this. Nước quýt. Nước quýt, đấy, giỏi chưa? Đấy, giỏi lắm ấy. What about that? Nước bưởi. Nước bưởi, yeah. With this one though, nước you had beer. To bia làm từ đâu? Bia làm từ đâu? Hỏi nào, cho nó biết nói tiếng Việt không? Hả? Where's beer coming from? How do you make beer? Gạo. Oats. Grain. Yeast. Yeah, I have no idea what we're for, like, barley. Hard different thing, right? Hops. Ồ, cái thằng này nói được chuẩn lắm. Nói tiếng Việt chuẩn hơn. Tiêu. Yeah, muối tiêu. Nó nói chuẩn đấy.
Good. Oh. But this is like muy up, which is like pepper chili. Muy up. I mean, like salted chili. No, I just. How do you say it? Good. If we grow up. Muy up. He lives in some Asian country. Because he grew up. Doesn't matter what. But he has a big food. Yeah. So he understood. Ở đây con dê, mấy con dê bên này bú vợ ngồi nói chuyện này. Nhưng mà khổ lắm, nó nói chuyện ở đây công thức Việt đang tập tiếng Anh các bạn ơi. So something come from better. Oh, the tones. Là con chó chứ không phải từ chó. Quyền bố con chó con chó con chó anh yêu con chó anh yêu con chó yes phải nói đàng hoàng em ơi em ơi em ơi em ơi em ơi anh yêu em chó anh chó. Đấy. Hôm nay ông học tiếng Việt không nói. Chó. Con chó. Chó. Đâu, phải nói là con chó. Con. Con chó. Con chó. Con chó. Yeah, con chó. Con chó. Give it to the dog. Give it to the dog. No. Yeah. John, they came out, you say? To a girl, to a boy, you have to try something different. To a girl, it's A-N-E-O-M. A-N-E-O-M. Hai thằng con dê, tích con mọi. I love you, dạy cho con dê này. Nào, John, tích. Em ơi. Em ơi, what mean? Em ơi thì... What is M-O-M? Em ơi, anh yêu em. It's like cute or something? Or it's like a little girl. Yeah. Cute or... Thank you, girl. Yeah. No. I think the guy, next time if you want to call Susan, help you something, kêu vợ ơi. Vợ ơi. Yes, vợ ơi. Vợ ơi. That's for help? It's a wife. She's an old man. I'm gonna call dinosaur. My love. Not 11 anymore, dinosaur. Yeah. Baby. Nói lại nào. Tại mày nói lại. Younger girl. Yeah. We had a tiny baby. Yeah. Like a cute baby dog. Ông này vừa ông vừa nói baby yêu em ơi. Thằng chân vừa nói là anh yêu em nào. What did you say dog? Chó. Chó. It's C-H-O. Chó. 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 Quả cam. Quả cam đúng. Bởi vì là bởi vì hạ dịch cho nó bởi vì là cái quả cam thì bao giờ nó cũng to hơn cái quả nào mà nó nhỏ 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 thì người ta gọi là quả quýt. Quả quýt. Yeah. Quả cam. Quả cam. Yeah. Orange. The smaller like mandarins smaller and stuff. One than orange is quýt. So anything quýt. Smaller than cam is quýt. Okay. Yeah. What about this one? Cái này là quả bưởi. Bưởi. Bưởi quả bọc của bưởi. 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 Quýt. Quýt. Cam. Cam. Yeah. Bưởi quýt cam giỏi cái này thì không bia Việt Nam thì cũng là bia the important one yeah Việt Nam easy bia chứ rồi đúng không Việt Nam mình cũng là bia đó bia thế thằng này bia thử thằng thử thằng này không được loại yên lên thử ok cái này là nước gì nước cam sai oh that one no. Yeah. Cái này. Cái này. Tam, tam. Tam, look tam. Cái này. Táo. Táo. Yeah, T A O. Nước táo. Rồi rồi, đây đúng rồi, nước táo. Đây, nước táo đây. Thằng nào hơi bị học sót. Oh my god.
This is the only way we're gonna learn. So đây, cái này nước gì? Nước này nước gì? Nước cam. Ôi giỏi đấy, thằng này giỏi đấy, đúng rồi, cam. Thế cái trái này, trái này. Vừa cho nói xong. Quýt. Ôi giỏi thầy, nó chuẩn luôn đấy. Yeah, you very good, exactly. And cam. 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 Yeah. Giỏi đấy, giỏi đấy. Rồi. Bưởi. 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 À, bưởi. Cái này cái gì? Beer. Beer. Beer thì Việt Nam mình cũng là bia. What's water? Nước. Oh, I gotta go. Thử nói tiếng Việt đây nào. Yeah, đây đây. Bia vẫn còn mà. Cái gì? Bảo xem nó biết nói dùng từ gì. Oh yeah, thank you. Biết cái gì? Hà bảo là biết những từ gì tiền Việt Nam nhỉ? Những từ gì Việt Nam nhỉ? Can you say some is food Vietnamese if you know Vietnamese Any name? Any Vietnamese word that you know? What? Bún rêu. Bún rêu, good, good. Bánh rêu. Bánh xèo. Bánh xèo. Bánh xèo. Giỏi thằng này, giỏi, good đấy. That's it. Muốn bún rêu, bánh xèo. And pho. Pho. Wait, what Australia does? Oh, she's gone. Oh, fuck. Cat means chicken. Cat. No, no, no. Cat means fish. No, I just. No. Cat is a fish. Fish. Yeah. Cat is a fish. Rice. Rice. Cơm. Gum. Cơm. Yeah. Cơm. 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 Do you know before the Susan small, right? And Susan is just checks the cái hà đố cái hà mà translate further. I am good mood, I am mood or. Yeah, I am good mood, I am good or mood or. It's a half Vietnamese, half English. Susan is eat for box bone. Okay. You don't know in the bone. And who does mood is a Vietnamese. Nó bảo mút cái xương ấy, nó bảo nó mút được hết cái xương, cái tủy của xương ấy. Nhưng mà bà nói là I am good mood. Thì cái từ mút thì không biết tiếng Anh là gì không? Báo mới nói bảo mút. À mút o. What's rice again? Đấy. Cơm. C-A-M. Cơm. No, C-O-M. It's like C, but it's like a G sound. It's like a further back. Cơm, yeah. Cơm. Cơm, yeah. Đấy, thằng này giỏi, hôm nay giỏi rồi. Đấy. What's that? Cái ba lẻ. Yeah. Cái này tiếng Việt, tiếng Anh không có. Cái tiếng Anh cái này là cái bánh cam là cái gì? Nếu mà bánh cam thì orange orange cake. Donut, Vietnamese pastry, or like orange cake. No. Cái này nó là Vietnamese dollar. Bánh cam. Bánh cam. Ở ngoài Bắc đâu có gọi là bánh cam. Bánh rán nó gọi thì nó bánh rán thì nó cũng là Vietnamese dollar. Mà cái bánh này nó cũng là Vietnamese dollar. Ở ngoài Bắc không có bánh cam. Nó thuộc về dollar chứ nó không thể thuộc ấy thì cả. Nam thuộc về cam. Yes. Yeah. Cam is orange. Nước. Táo. 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 Nước táo là apple juice. Nước táo. Đấy, nước táo apple juice. Cam. Yeah. Quýt. Quýt. Quýt đấy, đúng rồi. Có thằng con già này rồi. Yeah. 60 tuổi. And your son bought get a Vietnamese girl. My boss's son has a Vietnamese girlfriend. Vietnamese wife. Oh, okay. Oh. Not wife yet. Not wife yet. Yeah, the girlfriend anyway, right? Yes. Oh, là girl. Thì coi như là con của chú nữa. I think her name is Thu Mai. Thị Mai. Her first name is Thu. Her last name is Mai. À, Tú Mai. Tú Mai. Tú. And her last name is Mai. Mai, yeah. So first name I think is Mai. That's a Vietnamese name. Còn Mai ở đâu được? I work real hard. Tú. No, bạn nghe tên đẹp. Tú Mai thì nó là tên đẹp. Tú doesn't mean middle name. It's Mai is the first name. Tú is tên họ. Is it Tú is the first name or the last name? Tú is what I call her every day. That's what I call her. Hey, Tú, come over here. Yeah, that's what I think. I'm not sure. With the Vietnamese. Tú thì đúng rồi. Tú. First name always call. We don't call the family name. But the English is a call family name.
right? They don't call the furnace. So, but the very hard to go recognize is furnace or... Nói cái người Việt nhà mình mà nếu mà cứ gọi cái tên họ thì mà cứ cả nước giống nhau. So she asked, like, Susan, we call Susan that funny. Yeah. Very organized. Mai, ở Tú Mai. She born here. Chắc chắc vậy. But the born son, chắc girlfriend, vậy. It's a name like that. I don't know what the family name or the like. I should know more. Like, yes. Nấu món gì Việt Nam rồi? What kind of Vietnamese food do you know how to cook? If Susan helps me, we can do spring rolls. We do summer rolls with like baked fish sometimes. I do something that's like caramel pork on rice that I got from a Vietnamese cookbook. I'm not sure if it's real Vietnamese or not, but it's from a Vietnamese cookbook and we like that. What else can we do? Con rể tám bảo là con rể tám biết làm chả giò đúng không? Thịt kho. Mấy cá hấp cuốn. Gọi cá hấp cuốn à? Yeah. Cá hấp cuốn. Thế hàng ngày thì con ăn cơm hay là ăn gì? So far that's it. I don't know anything else. So. Do you eat rice every day? No. Or not? No, we don't. We raise pretty often, but sometimes we'll do it like Mediterranean. Like where we cook it with, instead of cooking with water, we cook with chicken broth and like fried. Why? We do that pretty often. Well, how do we? I don't understand you. You're the one who says yourself. Brad gets me. Brad's with me. I just get a fun because I make a video, right? Everyone is Vietnamese, they don't sure. They don't English. That's why I chop. I say only you understand. That's all right. I need to practice my Vietnamese. Yeah, no one. Oh. It's okay, because when she speaks English, only she understands herself as well. How do I say that in Vietnamese? Oh, I don't know. Yeah, you need to learn Vietnamese. When she speaks in Vietnamese, only she understands herself. she understood you. She understood you. Me. Noi. Me. Me, noi, me. Me nói mẹ hiểu. Mẹ nói mẹ hiểu. Tiếng Việt. Biết câu gì tiếng Việt nữa, nói tiếp là biết câu gì tiếng Việt nữa. Oh, okay, thank you. I don't know that one. what else can you say in Vietnamese? I can say chào chào back. Say hi to me. I can say when it's time to leave, I say ciao, di ve, bye za, which I don't think is totally correct. Ciao, di ve, bye za. Ciao, di ve, bye za. Okay. Actually, your back way is spot on. I can say, yeah, back way. Back vuông. Back way, back vuông, good. What else can I say? Don't worry, still learn. Do you know what her Vietnamese name is? Huong. Oh, good. David don't know my real name. That's why some people ask David, what's your mom Vietnamese name? David say, my mom is my mom name is mom. Phuong, and then what's your name? Phuong. I don't know. I don't know your proper Vietnamese. Do you know Susan Vietnamese name? Nga. Good. Whoa, how do you know that? She drills it into me sometimes. Wow. I should know more than I do. Okay. Need to learn more Vietnamese better. Yeah. Okay. Yes, I do. Ấy, con rể mấy hôm nay trổ tài với tiếng Việt. Cái gì? It's not going well. Tôi là tôi. I am me? Yeah, no, it's... I am me, yeah, exactly. Tôi là tôi. Tại sao tự dưng lại đi nói tôi là tôi? Xem ông nào. Ông này vừa giống này dạy ông này học tiếng Việt nữa. Bố ông Tây Ngô và một ông Tây Ngô ở hai ông học tiếng Việt với nhau. Đấy, con dê là tôi đang học tiếng Việt. Bó tay luôn.
Cái gì? Nói tiếng Tàu nè, tiếng... I can learn things like I kick the ball. It's the same sentence in English, right? The Mandarin sentence will be like the word for I, the word for kick. John, John, nói tiếng Tàu nè, nói... What to learn? You can try it. How are you? It's a man and you speak. How are you? In Mandarin. In Mandarin? I know a few words. Like I'm some, if I'm going there, I'll practice a few words. You learn from there. And I look, but it's easier than... Yeah, that's right. Is it sực phán? You learn sực phán? I learn... Sực phán, no. Sực phán? No. Yeah. You learn a lot like that. I have to say one word. I don't think you get it. How you know? How do you say? When I learn Mandarin, I learn things like... As you have dinner there, for example, right? Yeah. With the Mandarin as a... I haven't been there since December, so I don't remember it too much, but it's... No, you don't know the man, but... Richard, gosh. You going to a party? Richard! Not the man, but... Like... Ni hao ma. Li hao ma. Yeah, ni hao. Ah, li hao, li hao. Go check. No, it's all gone. Like, I was going there regularly, and I practiced. And I learned things like naga nu hai, and something about the woman. Ni hao. Like, nu hai is woman, and like...